đi tới chùa Yakchonsa. Yakchonsa là một ngôi chùa rất là lớn ở đảo Jeju, và dịch ra tiếng Việt ngôi chùa này có tên là Dược Tuyền Tự. Vào những năm 1900 hồi đó là có các vị sư, khi mà họ đến đây họ cầu nguyện, họ lập một cái am thờ nhỏ để mà họ cầu nguyện. Và có một lần cái vị tiền bối này đến đây cầu nguyện và cũng xin uống cái nước này, và sau đó ông hết bệnh và từ đó người ta lấy cái tên Dược, nghĩa là thuốc, Tuyền là dòng suối có cái nước thuốc đó, để đặt tên cho ngôi chùa này. Và đến năm 1918 thì các sư đến đây ở bắt đầu trùng tu xây dựng dần dần. Và đến năm 1981 thì có một cái sư tên là Hye In, là sư xây lớn lên ngôi chùa, và trong vòng 8 năm 6 tháng đã hoàn thành và xây dựng các cái điện thờ như đến ngày hôm nay. Và năm 2006, tôn tượng Tỳ Lô Giá Na bằng gỗ nguyên khối đã được đúc và tôn trí ở đây. Và cái chánh điện cao 29m và rộng là hơn 3.000m2 thì đã được trở thành một trong những cái chánh điện và có cái kiến trúc mỹ nghệ, được vào danh sách những cái ngôi chùa lớn ở khu vực Đông Dương, là gồm có Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Và xin mời các bạn chúng ta cùng vào bên trong để mà tìm hiểu về ngôi chùa. Trong những vị thần bảo vệ cái hòn đảo này và những cái vị mà đến khai phá cái hòn đảo, cho nên người ta rất là tôn kính vị thần này. Và ông được là cái biểu tượng của đảo Jeju luôn, cho nên là các bức tượng của ông thì được dựng khắp nơi, ở những cái nơi nổi tiếng, những cái nơi linh thiêng ở đảo Jeju này. Và khi đến đây thì mọi người cũng nhớ là chụp hình chung với ông nha. Và đại đa số các nơi bán quà lưu niệm á thì cũng đều có bán những cái bức tượng của ông thần này dành cho khách du lịch, và là được làm bằng đá núi lửa, thì chúng ta có thể làm quà tặng cho những cái người thân khi có dịp đi Jeju. Thì nhìn hướng ra biển, cho nên là buổi sáng thì rất là yên ả và rất là trong lành luôn. Nhìn ra phía biển đằng trước đây, bên đây là tháp trống, vừa rồi là tháp chuông. Thì thông thường các cái ngôi chùa thì đều có chuông và có trống cả. Vào năm tới năm 2005, pháp khí có cái khối lượng là 18 tấn, một trong những quả đại hồng chung nặng ký nhất Hàn Quốc nha. Mọi người khi đến đây thì chúng ta có thể chiêm ngưỡng ở đây. Đây là tháp chuông. Ngôi chùa Hàn Quốc thì đa phần đều có những cái tháp đèn như thế này, tôn trế hai bên, dựng hai bên. Bởi vì trong quan niệm Phật giáo thì những cái tháp đèn, những cái đèn biểu tượng cho ánh sáng, cho sự từ bi, cho những cái cho trí tuệ. Và mình thấy không, các chú chim đang đậu lên những cái mái rất là đẹp, dễ thương, tạo nên một cái phong cảnh rất là thanh bình luôn vào một buổi sáng sớm như thế này. Khi mà mình bước vô trong chùa thì có một cái bàn người ta để rất là nhiều gạo, thì mỗi cái bao gạo như thế này là chỉ có 10.000 thôi. Và chúng ta có thể ghi tên và ghi cái điều ước nguyện ở đây, rồi ghi địa chỉ cho mình, cho nên cúng Phật. Đây là một cái văn hóa đi chùa của người Hàn Quốc, và ai đến chùa người ta hay rất là cúng gạo luôn. Và đây là giống như cái biểu trưng thôi, biểu tượng trưng thôi. Thì bây giờ Lộc sẽ ghi và Lộc dâng lên cúng bên vậy.